Hello, chào tất cả các bạn nhé. Thì đây, hôm nay mình có nhận được hai cây Xiaomi này các bạn. Bị khóa tài khoản Mi Account nhé. Thì reset lại bị vướng tài khoản Mi này. Thì những bạn nào mà đang gặp cái trường hợp này thì các bạn có thể liên hệ mình nhé. Các bạn tham khảo cái đường link ở dưới phần mô tả nhé. Mình có để ở đây, các bạn có thể ấn vào và các bạn đọc chi tiết mình có viết ở bên trong đấy nhá. Rồi, cái này thì mình đã mở khóa tài khoản Mi xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình kích hoạt cho các bạn xem. Đấy. Thì khi các bạn bị khóa như này thì các bạn có thể liên hệ mình mở từ xa được nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành khi mở xong rồi này, cái máy này thì mình mở xong rồi và bây giờ mình sẽ tiến hành mình kết nối wifi. Và kết nối wifi mình sẽ kích hoạt cho các bạn xem nhá. Nếu các bạn bị như này thì các bạn cứ liên hệ mình. Đấy. Thì khi mình kích hoạt xong này các bạn, đấy kết nối wifi xong thì các bạn chỉ việc quay ra này. Các bạn ấn vào cái chỗ Active này, các bạn ấn một hai lần là tự động nó sẽ nhảy vào nhá. Đấy, ok chưa các bạn? Rồi bây giờ thì các bạn sẽ kích hoạt vào bình thường. Nếu mà vướng Google thì các bạn có thể làm theo cái video này của mình nhé. Mình sẽ tiến hành mình bypass Google luôn. Rồi, ok, mình sẽ tiến hành mình kích hoạt tiếng Việt và kết nối wifi như bình thường thôi. Rồi, kích hoạt vào rồi. Xem có bị vướng Google không nhé các bạn. Thì những cái trường hợp như thế này thì các bạn reset máy lại nó sẽ bị vướng Mi Account hoặc là các bạn quên mật khẩu các thứ. Thì nó sẽ bị vướng cái tài khoản này. Thì các bạn không có tài khoản này thì các bạn sẽ không vào trong được. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo cái đường link ở dưới phần mô tả. À, nếu các bạn bị nhá thì các bạn cứ tham khảo ở dưới đấy. Rồi, ok, thì cái máy này mình kích hoạt vào nó bị vướng Google này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bypass Google nhá. Thì để bypass được thì các bạn sẽ quay lại giúp mình, quay lại cái chỗ mà phần wifi giúp mình này. Rồi các bạn ấn vào cái mũi tên nhá. Tiếp theo thì ở đây các bạn sẽ xóa cái mạng wifi đi giúp mình. Đấy. Rồi tiếp theo các bạn sẽ kích hoạt lại, các bạn sẽ tới bước wifi thì các bạn sẽ ấn bỏ qua giúp mình nhá. Đây, bỏ qua này. Rồi, ok. Các bạn ấn tiếp theo này. Rồi các bạn chờ. Rồi ở đây các bạn sẽ cài mẫu hình giúp mình nhá. Các bạn sẽ chọn hình này. Các bạn chờ 4 giây. Xong các bạn sẽ cài mẫu hình vào giúp mình. Rồi mình sẽ cài từ Z nhé các bạn. Đấy, cho dễ nhớ này. Rồi ok, khi cài xong thì các bạn sẽ ấn tiếp theo này. Rồi bây giờ các bạn sẽ quay lại giúp mình nhá. Các bạn sẽ quay lại cái phần wifi lại giúp mình. Và các bạn kết nối wifi nhá. Đấy, các bạn kết nối wifi vào. Thì mở khóa tài khoản này thì có hai cách mở nha các bạn. Một là các bạn ấn, hai là các bạn có thể mua code shop vĩnh viễn. Đấy, thì mình có viết khá là chi tiết ở dưới cái đường link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể click vào và các bạn đọc nhé. Nếu các bạn đang gặp cái trường hợp như thế này. Rồi ok, bạn kích hoạt lại thì các bạn sẽ vẽ cái mật khẩu lại giúp mình này. Thì nó sẽ cho qua cái bước Google này. Đấy, nó sẽ có chữ bỏ qua ở đây. Đấy, thì các bạn chỉ việc ấn bỏ qua và các bạn kích hoạt vào thôi. Đấy, thì những ai mà đang gặp trường hợp mà bị khóa Mi Account, quên mật khẩu không mở được thì bạn cứ liên hệ mình. Các bạn xem phần ở dưới phần mô tả video nhé. Mình có viết khá là chi tiết ở trong cái trang web của mình rồi. Đấy, ok nhé các bạn. Kích hoạt như thế này là xong rồi. Rồi, chào tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.